tại các chương trình làm việc và tọa đàm với Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Vương quốc Anh, Hiệp hội Kế toán và Công chứng Anh Quốc và Văn phòng Kiểm toán xứ Wales, đoàn công tác tập trung vào một số nội dung mà hai bên cùng quan tâm như kiểm toán công, kiểm toán hiện đại, kiểm toán môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán. Kiểm toán góp phần phòng chống tham nhũng và tăng cường tính minh bạch của nền tài chính quốc gia. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cũng mong muốn các cơ quan, hiệp hội của Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm toán và kiểm toán các quỹ tài chính quốc tế, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, điều tra nhanh, cũng như tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Chuyến công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.